Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo đà kinh sớ sao diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ bửu quang tự đệ tử như hòa thời gian năm 1984 nghìn chánh minh tiến huệ trang và đức phong tập 197 trăm chín Xin xem A Di Đà Kinh sớ sao diễn nghĩa hội bản trang 399. Diễn. Kiến hoặc hữu bát thập bát sử. Dĩ ngũ độn ngũ lợi thập sử. Lịch tam giới tứ đế hạ, tăng giảm bất đồng, thành bát thập bát. Tư hoặc hữu bát thập nhất phẩm vị tam giới phân vi cửu địa dục giới hợp vi nhất địa tứ thiền tứ không vi bát cộng vi cửu địa dục giới nhất địa trung hữu cửu phẩm tham sân si mạng thượng bát địa các hữu cửu phẩm trừ sân sử cố thành bát thập nhất giả thượng lai kiến tư bất đồng tổng thị tạng giáo thật hữu tập đế dịch nghĩa diễn kiến hoặc có tám mươi tám sử do mười sử gồm ngũ độn và ngũ lợi trải khắp tứ đế trong tam giới do tăng giảm khác nhau mà thành tám mươi tám phẩm tư hoặc có tám mươi phẩm tức là tam giới chia thành chín địa dục giới hợp thành một địa Tứ Thiền Thiên và Tứ Không Thiên là tám địa, cộng thành chín địa. Trong một địa của dục giới có chín phẩm, tham, sân, si, mạng. Đối với tám địa trên đó, tức tám địa của Tứ Không Thiên và Tứ Thiền Thiên, mỗi địa có chín phẩm, ngoại trừ sân sử, nên thành 81 phẩm. Kiến hoặc được phân định sai khác như trên đây nói chung là tạng giáo trong cách thấy của họ thật sự có tập đế. Những điều giải thích ở chỗ này đều dựa theo tạng giáo. Chúng ta cũng thường nói là tiểu thừa. Phần trước nói về khổ đế của tạng giáo. Đoạn này giảng về tập đế của tạng giáo. Trong lần trước tôi đã giảng đại lượng ý nghĩa. Diễn, tam, diệt đế giả. diễn ba diệt đế là tập là nói đến cái nhân đã tạo nhân bèn có quả báo bèn có lục đạo luân hồi hai đế sau nói tới pháp xuất thế gian pháp xuất thế gian tiểu thừa cũng là nói quả trước rồi mới nói tới nhân trước hết là nói về diệt đế diễn diệt tiền khổ tập diễn việc khổ và tập trước đó việc gì việc sanh tử việc luân hồi việc phiền não diễn hiển thiên chân lý nhân diệt hội chân diệt phi chân đế diễn hiển lộ lý thiên chân do việc mà thấu hiểu chân việc trong tạng giáo chưa phải là chân đế đây là thiên chân niết bàn do hàng tiểu thừa chứng đắc chân là chẳng sai lầm vì sao gọi là thiên chân thiên tức lệch lạc là chẳng viên tức là chẳng viên mãn lệch về một bên phàm phu lệch về hữu tiểu thừa lệch về không tức chân không hữu là huyễn hữu luôn chấp trước ngỡ điều mình thiên chấp là chân thật nên gọi là thiên Do sự thiên chấp này, phàm phu chịu khổ rất lớn, ngỡ huyễn hữu là chân hữu. Do đó, tạo thành lục đạo luân hồi, khổ không kể xiết. Hàng tiểu thừa cũng ngỡ không là chân thật, nhưng bị hại nhẹ hơn chúng ta nhiều. Họ bị hại là bản tánh bị chướng ngại. Vì lẽ đó, hàng tiểu thừa chẳng thể kiến tánh là do họ chấp trước chân không tưởng cái không ấy là thật cứ ngỡ là thật sự có chuyện như vậy vì hai thứ chấp trước ấy nên đều chẳng thể kiến tánh diệt còn gọi là niết bàn cũng gọi là viên tịch có rất nhiều tên gọi khác nhau nhưng thực tế đều là nói đến một chuyện nói là viên tịch thì viên là nói đến sự viên mãn tịch là tịch diệt các danh xưng niết bàn và phiên tịch đều dùng chung cho cả đại thừa lẫn tiểu thừa tứ đế và diệt đế cũng được sử dụng chung cho cả đại thừa lẫn tiểu thừa ở đây là nói đến diệt đế của tạng giáo quả báo đang được nói đến ở đây đương nhiên là điều mong cầu hy vọng đạt được của mỗi người học phật chúng ta hy vọng liễu sanh tử Hy vọng vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi Vượt thoát tam giới Phải như thế nào thì mới có thể thực hiện được Dưới đây bèn nói tới phương pháp Tức là nói tới đạo Diễn Tứ Đạo đế giả Lược tắc giới định huệ Quảng tắc tam thập thất đạo phẩm Diễn Bốn là đạo đế đại lược thì là giới, định, huệ. Nói rộng thì là 37 đạo phẩm. 37 đạo phẩm sẽ được nói đến trong kinh này. Diễn, thử tam thập thức hợp vi thất khoa. Diễn, 37 phẩm ấy hợp thành 7 khoa. Khoa là khoa loại, tức chia thành từng loại tổng quát. 37 phẩm có thể chia thành 7 loại lớn. 7 loại lớn chính là: Diễn, Nhất, Tứ niệm xứ, Nhị, Tứ chánh cần, Tam, Tứ như ý túc, Tứ, Ngũ căn, Ngũ, Ngũ lực, Lục, Thất giác chi, Thất, Bát thánh đạo. Diễn, 1 là tứ niệm xứ hai là tứ chánh cần ba là tứ như ý túc bốn là ngũ căn năm là ngũ lực sáu là thất giác chi bảy là bát thánh đạo tới phần sau sẽ nói cặn kẽ trong kinh văn có nói diễn dĩ thượng thất khoa tức thị tạng giáo sanh diệt đạo đế nhiên tứ đế chi trung phần thế xuất thế diễn bảy khoa trên đây chính là sanh diệt đạo đế của tạng giáo nhưng trong tứ đế có chia thành thế gian và xuất thế gian ở đây thế là thế gian xuất thế là xuất thế gian diễn tiền nhị đế vì thế gian nhân quả diễn hai đế trước là nhân quả thế gian tức là khổ và tập diễn hậu nhị đế vi xuất thế gian nhân quả giai tiền quả hậu nhân giả linh tri khổ đoạn tập mộ diệt tu đạo giả diễn hai đế sau là nhân quả xuất thế gian đều là quả trước nhân sau ngõ hầu người nghe sẽ biết khổ đoạn tập hâm mộ diệt tu đạo đây là sự thiện xảo trong cách thuyết pháp của đức phật đều là nói đến cái quả trước nói cái nhân sau khiến cho chúng ta thật sự biết khổ biết tam giới khổ sở thì mới chịu đoạn phiền não người thế gian kẻ bình phàm thì chẳng nói chứ nói về phía kẻ tu đạo đặc biệt là kẻ học phật đạo Cớ sao kẻ đã học Phật đạo chẳng chịu đoạn phiền não? Nói thật ra, nguyên nhân là vì kẻ ấy vẫn chưa nhận biết rõ ràng nỗi khổ trong thế gian. Thật sự nhận biết nỗi khổ trong thế gian, đạo tâm của người ấy sẽ khác hẳn. Phạm là những kẻ chẳng phát đạo tâm là do chẳng nhận thức rõ ràng nỗi khổ trong thế gian. Sống trong sự khổ sở mà chẳng biết khổ. Chúng ta thường nói là chai lì bất nhân, chẳng biết thế gian khổ sở, chẳng biết luân hồi đáng sợ. Cõi trời và cõi người còn hơi tốt đẹp một chút, chứ ba ác đạo thì đáng kinh hãi lắm. Trong ba ác đạo, địa ngục đạo và ngạ quỷ đạo thì chúng ta chẳng thấy, chứ súc sinh đạo thì thường xuyên trông thấy. Nghĩ tới tình cảnh của súc sanh, chúng ta có bằng lòng làm súc sanh hay chăng? quỷ đạo còn thua súc sanh địa ngục đạo còn chẳng bằng ngã quỷ đạo trong lục đạo khổ nhất là địa ngục đạo chúng ta mong làm súc sanh địa ngục ngã quỷ ư đương nhiên là chẳng có ai muốn làm tuy chẳng muốn làm nhưng hàng ngày chúng ta đang tạo cái nhân vậy thì chẳng được rồi nếu quý vị đã tạo nhân lẽ đâu chẳng hứng chịu quả báo đoạn này vừa mở đầu liền nói quý vị phải biết khổ biết khổ thì mới chịu đoạn phiền não thực sự nhận biết thực sự lý giải phật đạo thì mới có thể sanh tâm ngưỡng mộ mới chịu nghiêm túc tu đạo đạo là gì lược tắt giới định huệ nghĩa là nói đơn giản đạo là tam vô lậu học giới định huệ trì giới tu định khai huệ tam học giới định huệ là tổng cương lãnh của phật pháp thực hiện từ chỗ nào tiểu thừa giáo tức thanh văn giáo thực hiện từ tứ niệm xứ và tứ chánh cần tứ niệm xứ là quán huệ là trí huệ là giác ngộ điều thứ nhất là quán thân bất tịnh thân là cội khổ không chỉ là Phật, Bồ Tát biết, mà người thế gian chúng ta cũng hiểu. Lão Tử nói, ta có nỗi họa hoạn to lớn là do ta có thân. Đó là khi Phật Pháp chưa truyền đến Trung Hoa, đạo gia đã giác ngộ cái thân là cội khổ. Hàng phàm phu bậc cao trong lục đạo chẳng cần đến thân thể. Họ sanh trong vô sắc giới. Sắc giới tuy đã đoạn ngũ dục vẫn còn có thân thể vì thế hạng phàm phu thông minh nhất bèn chẳng cần thân thể nữa đó là hạng phàm phu bậc cao đó là trí huệ có trí huệ quan sát thật sự giác ngộ thì mới chịu nghiêm túc tu học tu học bắt đầu từ chỗ nào từ tứ chánh cần tứ chánh cần thì một đằng là thiện một đằng là ác ác thì phải nghiêm túc đoạn thiện thì phải phát tâm tu tập. Đề mục của 37 phẩm như nhau, những ý nghĩa trong Đại Thừa và Tiểu Thừa khác nhau. Đối với Tam Học và 37 Đạo Phẩm, Tông Thiên Thai nói có tạng, thông, biệt, viên. Những điều được nói ở đây thuộc về tạng giáo, thuộc về tiểu thừa chỉ là vượt thoát sự luân hồi trong tam giới mà thôi để là bậc a la hán trong tiểu thừa kinh nói trong các đệ tử đức phật có nhiều vị là a la hán diễn a la hán giảng phi tiền tam giả diễn nói a la hán nhằm chỉ rõ chẳng thuộc về ba quả vị trước ba địa vị trước đó là tu đà hoàng Tư Đà Hàm và A-Na-Hàm đều là quả vị tiểu thừa. Chúng ta gọi các quả vị ấy là Sơ Quả, Nhị Quả và Tam Quả. Kinh nói đến Tứ Quả, tức là A-La-Hán, chẳng phải là ba loại trước. Diễn Nhất Tu Đà Hoàng Thử Vân Dự Lưu Diễn Một là Tu Đà Hoàng, cõi này dịch là Dự Lưu. Dự lưu là nhập lưu, tức là dự vào hàng thánh nhân. Vì Ngài đã chứng đắc vị bất thoái. Vị bất thoái sẽ tuyệt đối chẳng lui sụp xuống phàm phu, tuyệt đối chẳng đọa trong ba ác đạo. Ngài có tiếng có lùi, bảy phen sanh tử trong nhân gian hay cõi trời. Tuy có tiếng lùi như vậy, Ngài vẫn thuộc vào hàng thánh nhân, cho nên Ngài thoái chuyển có chừng hạn nếu chẳng chứng đắc tu đà hoàng Trước khi đạt đến tứ gia hạnh Thì mới có thể lùi sụp xuống địa ngục Mức độ thấp nhất là A tỳ địa ngục Chứng đắc tiểu thừa sơ quả Ngàn hạn lùi sụp đến mức thấp nhất Sẽ là sơ quả Chẳng thể lùi xuống phàm phu Lại càng chẳng thể đọa lạc ba ác đạo Nhất định phải hiểu điều này Đối với sự tiến lùi Chúng ta thường nói thất địa bồ tát còn có thoái chuyển thất địa bồ tát lùi sụp đến chỗ nào chúng ta nói theo viên giáo thì ngài sẽ lùi sụp đến sơ trụ sơ trụ là phá một phẩm vô minh thấy một phần chân tánh tiến tiến lùi lùi đến mức độ thấp nhất là sơ trụ bồ tát của viên giáo chẳng lùi sụp đến tiểu thừa chẳng thể lùi sụp đến a la hán bích chi phật mà cũng chẳng thể lui sụp đến quyền giáo bồ tát vì thế mỗi lần lui sụp ngài đều có chừng hạn đạt đến bát địa sẽ là bất thoái bát địa thật sự viên mãn ba thứ bất thoái diễn thử vị diễn địa vị này địa vị này là tu đà hoàng tức tiểu thừa sơ quả diễn Đoạn tam giới bác thập bác sự kiến hoặc, kiến chân đế, cố danh vi kiến đạo. Diễn, đoạn 88 sử thuộc kiến hoặc trong tam giới. Thấy chân đế nên gọi là kiến đạo. Đây là kiến đạo trong tiểu thừa. Đoạn sạch 88 sử thuộc kiến hoặc. Chứng đắc tiểu thừa sơ quả. Nếu người ấy là căn tánh viên đốn thì phải là hàng Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính trong viên giáo. Sơ tính của viên giáo bằng với sơ quả của tiểu thừa. Nói theo phương diện đoạn chứng sẽ bằng với tu đà hoàng của tiểu thừa. Đều là đoạn 88 sử. Nhưng nói theo phương diện trí huệ và công đức, A-la-hán chẳng sánh bằng. Do vậy có thể biết, căn cơ phiền đốn đáng quý diễn nhị tư đà hàm thử vân nhất lai diễn hai là tư đà hàm cõi này dịch là nhất lai đây là nhị quả trong tiểu thừa nhất lai nghĩa là gì ngài còn phải sanh trong nhân gian một lần có thể chẳng cần sanh trong nhân gian diễn thử vị đoạn dục giới cửu phẩm tư trung đoạn tiền lục phẩm tận Hậu tam phẩm do tại Cố cánh nhất lai Diễn Địa vị này đã đoạn sáu phẩm trước Trong chín phẩm tư hoặc thuộc dục giới Do hãy còn ba phẩm sau chưa đoạn Nên phải trở lại lần nữa Dục giới có tất cả chín phẩm tư hoặc Ngài đã đoạn sạch sáu phẩm trước Còn sót lại ba phẩm Nên vẫn phải trở lại một lần nữa Do đó gọi là nhất lai quả Nhị quả còn phải sanh trong nhân gian một lần Tam quả chẳng tái sanh nữa Diễn Tam a na hàm thử vân bất lai Diễn Ba là a na hàm Cõi này dịch là bất lai A là vô Na hàm là lai Vô lai chính là bất lai Ý nói chẳng đến tức chẳng sanh trong dục giới nữa. Diễn Thử vị đoạn dục tàn tư tận Diễn Địa vị này đoạn sạch mọi tư hoặc còn sót lại trong dục giới. Ở đây tàn là tàn dư. Ngài đoạn sạch ba phẩm còn thừa sót, chẳng trở lại nhân gian nữa. Trong chính địa của tam giới, dục giới là một địa. Trong mỗi địa có chín phẩm Ngài đã đoạn hết chính phẩm hoặc Ngài đến nơi đâu để tu hành Ngài tiến tiến lùi lùi Trong sắc giới Từ sơ thiền cho đến tứ thiền Nếu đọa lạc Thì cũng bất quá đọa xuống sơ thiền là hết bước Chẳng thể đọa xuống các cõi thấp hơn cõi sơ thiền Tiến lên trên là nhị thiền Tam thiền, tứ thiền Tiến tiến lùi lùi trong các chỗ ấy Chẳng thể đọa xuống dục giới vì thế gọi là bất lai, còn gọi là bất hoàn quả. Diễn, tấn đoạn thượng bát địa tư. Diễn, tiếng cao hơn là đoạn tư hoặc trong tám địa phía trên. Tư là tư hoặc, phía trên đó còn tám địa, tức là các phẩm tư hoặc thuộc về tứ thiền thiên và tứ không thiên. Diễn tứ a la hán thử vân vô học diễn bốn là a la hán cõi này dịch là vô học a la hán là vô học a là vô la hán là học vô học là đã tốt nghiệp diễn hữu vân vô sanh diễn là dịch là vô sanh vô sanh là gì ngài chẳng còn đến thọ sanh trong tam giới lục đạo, đã thoát khỏi tam giới. Diễn, Hữu vân sát tật, diễn lại còn dịch là sát tật. có rất nhiều người chẳng hiểu rõ phật giáo cho lắm. thấy a la hán còn gọi là sát tật, bèn dè biểu nhà phật chẳng sát sanh. quý vị thấy a la hán còn giết giặc, đã khai sát giới rồi. đó là hiểu lầm. Chữ tặc chỉ kiến tư phiền não. Đoạn sạch kiến tư phiền não giống như đã giết sạch giặc kiến tư phiền não. Có ý nghĩa này chẳng phải là thật sự sát sanh mà nhằm tỷ dụ sự đoạn trừ phiền não. Ở đây là giặc phiền não chẳng phải là giặc nào khác. Diễn Hữu vân ứng cúng Diễn Còn dịch là ứng cúng A-la-hán có công đức chân thật Đoạn sạch kiến tư phiền não là công đức chân chánh Trời người cúng dường A-la-hán Phước báo ấy rất lớn Ngài xứng đáng tiếp nhận sự cúng dường của trời người Nên được gọi là bậc ứng cúng Diễn Thử vị đoạn kiến tư câu tận Diễn Địa vị này kiến hoặc và tư hoặc đều đoạn hết sạch tám mươi tám kiến hoặc và tám mươi phẩm tư hoặc thảy đều đoạn sạch diễn tử phượt dĩ đoạn quả phượt do tồn danh hữu dư niết bàn diễn triền phượt thô đã đoạn triền phượt vi tế hãy còn nên gọi là hữu dư niết bàn ở đây tử phượt là phiền não thô đoạn sạch phiền não thô hãy còn phiền não vi tế chưa đoạn. Phiền não vi tế là quả phượt. Phượt là trói buộc. Ba loại phiền não lớn là kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não. A-la-hán chỉ đoạn kiến tư, chứ trần sa và vô minh đều chưa đoạn. Nên Niết Bàn cho Ngài đã chứng được gọi là hữu dư Niết Bàn. Vì còn thừa sót trần sa còn sót lại vô minh. Hai loại này vẫn còn, nhưng Ngài đã thoát khỏi tam giới. Trần sa hoặc và vô minh hoặc sẽ đoạn sau khi thoát khỏi tam giới. Đây là giải thích về A-la-hán. Sao? Văn tứ đế giả, thế tôn vị kiều trần như đẳng ngũ nhân, chuyển khổ tập diệt đạo pháp luân, sơ thị, nhị khuyến chí tam tắc chứng chư lậu dĩ tận thành a la hán nhân văn thanh giáo dĩ tắc khai minh cố danh thanh văn thanh văn chi hiệu thông tiền tam quả kim tứ quả giả dịch nghĩa sao nghe tứ đế đức thế tôn vì nhóm năm người của ngài kiều trần như chuyển pháp luân khổ tập diệt đạo đầu tiên là chỉ bày hai là khuyên lơn cho đến điều thứ ba là chứng nhập các lậu đã hết thành a la hán do nghe thanh giáo bèn được khai minh nên gọi là thanh văn danh hiệu thanh văn bao gồm cả ba quả trước ở đây là tứ quả thanh văn là hiệu chung của tiểu thừa từ sơ quả đến tứ quả a la hán đều gọi là thanh văn các ngài do nghe Đức Phật thuyết pháp mà ngộ đạo Nên được gọi là thanh văn Chúng ta xem phần chú giải dưới đây Diễn Thế Tôn vị Kiều Trần Như đẳng ngũ nhân giả Diễn Đức Thế Tôn vì nhóm năm người Kiều Trần Như Đây là nói đến một đoạn nhân duyên Phật thuyết pháp độ chúng sanh đầu tiên Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trong thế gian này, sau khi thành đạo, trong 14 ngày tuyên nói kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm được Đức Phật giảng trong định. Đức Phật ngồi dưới cội Bồ đề, ban đêm thế sau hôm bèn khoác nhiên đại ngộ. Sau khi đã ngộ, Ngài vẫn ngồi dưới cội Bồ đề. Lũ phàm phu chúng ta thấy Phật tĩnh tọa tại đó, chẳng biết Ngài đang giảng kinh Hoa Nghiêm trong định. Pháp hội náo nhiệt giường ấy Nhưng bọn phàm phu chúng ta đâu có biết Chờ đến sau khi Ngài xuất định Gặp năm người ấy tại Lộc Giả Uyển Vì năm người ấy thuyết pháp Năm người ấy khai ngộ Lũ phạm phu chúng ta thấy thoạt tiên Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp gì? Thuyết pháp tứ đế Thuyết cho năm người ấy Vì lẽ đó Người tiểu thừa chẳng thừa nhận Kinh Hoa Nghiêm do Đức Phật nói vì sao vì chẳng thấy hiện tại người phương tây nói đến khảo cứu nói đến lịch sử cũng chẳng thừa nhận đại thừa cho rằng kinh hoa nghiêm đại khái do chính long thọ bồ tát tự soạn đội tên thích ca mâu ni phật đây chính là dùng tâm lượng phàm phu để suy lường thánh nhân nhưng người hoa có cách nhìn chẳng giống như vậy người hoa thừa nhận kinh hoa nghiêm và đại thừa đây là chỗ khác biệt giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Hiện thời nói đến Phật giáo Nguyên Thủy là nói tới Tứ A Hàm, tức là những Pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật giảng cho các vị thuộc nhóm Kiều Trần Như. Chúng ta cũng phải hiểu chuyện này, nhưng quyết định đừng bị mê hoặc bởi các luận thuyết rối ren. Hễ bị mê hoặc thì là sai lầm mất rồi. Trong Pháp Đại Thừa có nói đức phật không có pháp nhất định để có thể nói đức phật chẳng có pháp nào để có thể nói đức phật lại chưa hề nói một câu pháp nào năm người ấy do đâu mà có ở đây sách diễn nghĩa giới thiệu đơn giản diễn phật sơ xuất gia nhập sơn tu đạo phụ vương tư niệm mạng trần như mã thắng đẳng ngũ nhân tùy thị Diễn, lúc Đức Phật mới xuất gia vào núi tu đạo, phụ vương lo nghĩ, bèn sai nhóm năm người như Trần Như, Mã Thắng, vân vân theo hầu. Năm người ấy vốn là do phụ thân của Thích Ca Mâu Ni Phật sai đến chăm sóc ngài. Đức Phật vào núi tu đạo, cha ngài chẳng an lòng, sai năm người đi theo chăm sóc ngài, sở dĩ có năm người ấy là như vậy đó. Diễn ngũ nhân bất thắng kỳ khổ thoái cư lộc uyển diễn năm người không chịu khổ nổi bèn lui về ở trong lộc uyển năm người ấy cũng rất có đạo tâm nhưng họ thật sự chẳng kham nổi sự khổ hạnh của thích ca mâu ni phật thật sự chịu không nổi bèn bỏ đi chẳng ở cùng một chỗ với ngài năm người ấy đến lộc giả uyển là một nơi nuôi nai đến ở chỗ đó để tự tu hành diễn phật thành đạo dĩ quán ngũ nhân nghi tối tiên đắc độ cố phật chí lộc uyển thuyết pháp độ chi diễn đức phật đã thành đạo quán thấy năm người ấy đáng nên đắc độ trước tiên nên đức phật đến lộc uyển thuyết pháp độ họ thích ca mâu ni thị hiện thành đạo quán xem người nào khế cơ nhất người nào đắc độ đầu tiên đến lộc giả uyển ngài nhìn thấy năm người ấy thấy kiều trần như cơ duyên đã chín mùi liền thuyết pháp cho các vị ấy vừa thuyết pháp tôn giả kiều trần như khai ngộ đầu tiên chứng quả a la hán nên ngài là đệ tử thứ nhất chúng ta đọc kinh vô lượng thọ thế ngài được nêu tên đầu tiên vì ngài là người đầu tiên đắc độ khi thích ca mâu ni phật thị hiện thành phật độ chúng sanh Kinh Kim Cang nói, đời trước vị này chính là vua ca lợi, còn Thích Ca Mâu Ni Phật là tiên nhân nhẫn nhục. Đời trước các ngài có sự hiểu lầm rất lớn. Tiên nhân nhẫn nhục bị vua ca lợi cắt chặt thân thể, trọn chẳng sanh tâm sân khỏe, lại còn phát nguyện trong tương lai thành Phật sẽ độ già vua đầu tiên. Vì thế, Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, quả nhiên người được độ đầu tiên là tôn giả. Do vậy có thể biết, Đức Phật độ hết thể chúng sanh đều có nhân duyên rất sâu, chẳng có nhân duyên chẳng thể đắc độ. Giống như nay chúng ta ở trong thời kỳ mạt Pháp của Đức Phật, có nhân duyên nghe bộ kinh điển này. Từ bộ kinh điển này, sanh khởi tính tâm, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thật thà niệm Phật, đó cũng là có nhân duyên rất sâu. Nếu chẳng có duyên với A Di Đà Phật, chẳng có duyên với Thích Ca Mâu Ni Phật, suốt một đời này quý vị chẳng nghe pháp môn này, dẫu có nghe cũng chẳng tin tưởng. Vì thế, phạm là người có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ giống như nhóm các vị kiều trần như, thiện căn phước đức nhân duyên đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp, đến lúc ấy bèn chín mùi đó thôi. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện thành Phật, nhân duyên của nhóm người Kiều Trần Như đã chín mùi. Bèn đắc độ đầu tiên, Đức Phật giảng cho các ngài nghe Pháp khổ tập diệt đạo. Phương pháp giảng dạy của Đức Phật gồm có chỉ dạy, khuyên lơn, làm chứng. Đó gọi là tam chuyển Pháp Luân, là kỹ xảo thuyết Pháp. Chúng ta xem chú giải. Diễn Tam chuyển Pháp Luân Giả Nhất Thị Tướng Chuyển Diễn Tam chuyển Pháp Luân Một là chuyển bằng cách chỉ bày các tướng Dưới đây là nêu ra ví dụ để nói Diễn Thử thị khổ bức bách tánh Diễn Đây là khổ vì có tánh chất bức bách Phạm vi của chữ thử này hết sức rộng rãi Bảo quý vị đây là khổ sanh là khổ già cũng khổ bệnh cũng khổ chết cũng khổ cầu chẳng được cũng khổ yêu thương phải chi liệt cũng khổ oán kết mà cứ phải gặp gỡ cũng khổ thường nói là ba khổ hoặc tám khổ những điều ấy là khổ đó gọi là thị tướng chuyển vì sao khổ bức bách tánh nghĩa là chúng nó có tính chất bức ép khiến cho quý vị bản thân chẳng thể yên ổn đó là khổ khổ đang ép bức quý vị nên dạy con người hãy giác ngộ các nỗi khổ trong thế gian đối với khổ đế nêu lên một thi dụ để nói tiếp theo đây là nói tới tập đế nhằm giải thích khổ do đâu mà có diễn thử thị tập chiêu cảm tánh diễn đây là tập có tính chất chiêu cảm. Nếu quý vị hỏi, những sự khổ ấy do đâu mà có ư? Khổ do chính quý vị chuốt lấy, chiêu tập nó. Nếu quý vị chẳng tìm kiếm nó, lấy đâu ra khổ? Chẳng có khổ, chèo kéo khổ bằng cách nào? Khởi hoặc tạo nghiệp. Cây nhân là mê hoặc, chẳng hiểu rõ chân tướng sự thật, mê mất rồi. Duyên là tạo nghiệp, tạo đủ thứ nghiệp vì sao tạo nghiệp vì mê hoặc do mê hoặc tạo nghiệp nên mới chịu quả báo quả báo là khổ là kết quả của những điều trước nên nói là hoặc nghiệp khổ đó là tập tập là chiêu cảm tánh tạo nghiệp tạo thiện nghiệp sẽ thọ báo trong ba thiện đạo tạo ác nghiệp thọ báo trong ba ác đạo lục đạo phàm phu chẳng có ai không tạo nghiệp luân hồi chúng ta tạo nghiệp rất nhiều có thể nói là mỗi cá nhân đều đang tạo nghiệp trong mười pháp giới tạo nghiệp phức tạp như vậy sẽ thọ báo của nghiệp nhân nào trước tùy thuộc nghiệp lực nào lớn mạnh nghiệp lực nào mạnh mẽ nghiệp mạnh sẽ lôi trước lôi đi trước thì sẽ ưu tiên thọ báo của nghiệp ấy Hiểu sự thật này, chúng ta sẽ giác ngộ. Suốt ngày từ sáng đến tối, vọng niệm nào của chúng ta có sức mạnh lớn nhất, phải giác ngộ điều này. Nếu ý niệm tham ái mạnh nhất, chắc chắn sẽ vào ngạ quỷ đạo, đời sau làm quỷ. Tham là tham gì? Tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc, tham Phật pháp đều là tham. Tham Phật pháp cũng phải đi vào ngạ quỷ đạo. Vì quý vị chịu quả báo do cái tâm tham, chẳng cần biết quý vị tham điều gì, nếu đoạn sạch tâm tham, chẳng tham ái hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, quý vị sẽ chẳng đọa làm ngạ quỷ. Lại thưa cùng quý vị, ngoại lệ duy nhất là quý vị có thể yêu mến A Di Đà Phật, điều này thì chẳng sao hết. Giờ yêu mến A Di Đà Phật sẽ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chứ tham ái những điều khác chẳng được đâu nhé. Tham ái những điều khác thì đều rơi vào trong ngã quỷ đạo. Nói thật thà, quý vị yêu mến Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không được, vẫn phải vào trong ngã quỷ đạo, chẳng có cách nào thành tựu. Niệm A Di Đà Phật là một pháp môn đặc biệt, quý vị chỉ cần đặt A Di Đà Phật trong tâm sẽ thành công. Những điều khác đều buông xuống hết như vậy thì mới có thể phản sanh do đó một mực chuyên niệm a di đà phật nếu quý vị hỏi do nguyên nhân nào ư kinh này và kinh vô lượng thọ đã nói rành mạch vì sao niệm đức phật khác không được nhưng niệm ngài tức a di đà phật thì được niệm ngài là đới nghiệp phản sanh mang theo nghiệp gì vậy chính là nghiệp yêu mến a di đà phật có thể mang theo nghiệp ấy vãng sanh, mang theo những nghiệp khác thì không được. Trong hết thảy các tịnh độ khác của chư Phật, chẳng có đới nghiệp vãng sanh. Chỉ riêng pháp môn này là có thể đới nghiệp vãng sanh. Trong mỗi niệm đều là nóng giận, ganh ghét, thì nhất định phải đọa địa ngục. Chúng ta thường có cái tâm ấy hay không? Có ý niệm ấy hay không? Ngạo mạn kiêu căng, ngã mạn là Adula, Thị phi, thiện ác chẳng hiểu rõ ràng Mê hoặc điên đảo sẽ là súc sanh đạo Nói thật thà, chúng ta mỗi ngày tạo nghiệp gì? Tạo ba ác đạo Quá đáng sợ, thật sự là khổ Khởi hoặc tạo nghiệp, đây là tập đế Hai câu trên đây nói về nhân quả thế gian Hai câu sau sẽ nói đến nhân quả xuất thế gian diễn thử thị diệt khả chứng tánh diễn đây là diệt tánh có thể chứng tánh chất của nó là có thể chứng đắc diệt là diệt hết thảy khổ diệt hết thảy mê hoặc tạo tác có thể diệt những điều ấy nói cách khác nó có thể diệt sanh tử có thể diệt luân hồi có thể diệt phiền não những thứ ấy hư vọng chẳng chân thật quyết định có thể diệt trừ. Cách diệt như thế nào? Phải nói đến đạo. Diễn thử thị đạo, khả tu tánh. Diễn, đây là đạo, tánh có thể tu. Có thể tu học đối với đạo, tiểu thừa nói 37 đạo phẩm, còn đối với đại thừa sẽ là lục độ vạn hạnh. Lục độ vạn hạnh cũng chẳng ra ngoài 37 đạo phẩm. 37 khoa mục ấy quy nạp lại sẽ là Tam học, giới, định, huệ Vô lượng vô biên pháp môn đều chẳng lìa khỏi tam học Dùng tam học sẽ bao gồm toàn bộ Nói theo kiểu này, thị tướng chính là khai thị Nói theo phía người căn cơ nhảy bén Hệ vừa nói, họ liền khai ngộ Căn tánh con người có ba hạng Đối với người bậc thượng đức phật chỉ cần nêu ra chỉ bày họ liền giác ngộ quay đầu đối với người căn tánh bậc trung tuy chỉ bày họ vẫn luôn cảm thấy chẳng liên quan gì tới mình cho lắm chẳng thấu hiểu sâu đậm như vậy đức phật lại dùng phương pháp khuyên dạy khuyên là trực tiếp nói với quý vị diễn nhị khuyến tu chuyển thử thị khổ nhữ ưng tri thử thị tập nhữ ưng đoạn thử thị diệt nhữ ưng chứng thử thị đạo nhữ ưng tu diễn hai là khuyến tu chuyển đây là khổ ngươi nên viết đây là tập ngươi nên đoạn đây là diệt ngươi nên chứng đây là đạo ngươi nên tu đây là nói thẳng chỉ dạy quý vị còn trong trường hợp trước chẳng chỉ dạy quý vị trực tiếp mà nói với đại chúng quý vị hãy nên thấu hiểu đây là chỉ dạy thẳng thừng quý vị hãy nên biết điều này khuyến có nghĩa là quý vị phải nên làm theo cách nào sau khi đã được khuyến căn tánh bậc trung sẽ giác ngộ căn tánh bậc hạ sau khi được khuyến vẫn chưa tin tưởng quý vị nói những lời này là thật ư nửa tin nửa ngờ Bất đắc dĩ lại làm chứng cho kẻ đó. Nói theo cách hiện thời là phải nêu ra chứng cớ. Đức Phật lấy ngay chính mình làm thí dụ. Diễn, tam tác chứng chuyển, thử thị khổ, ngã dĩ tri. Diễn, ba là tác chứng chuyển, đây là khổ, ta đã biết. Ta có thể chứng minh cho quý vị, ta đã biết. Diễn thử thị tập ngã dĩ đoạn diễn đây là tập ta đã đoạn quý vị có mê hoặc có tạo nghiệp ta chẳng mê hoặc cũng chẳng tạo nghiệp ta chẳng mê hoặc tức là chuyên đã đoạn ta chẳng tạo nghiệp nhân đã đoạn nhân và duyên đều đã đoạn đương nhiên quả báo sẽ đoạn diễn thử thị diệt ngã dĩ chứng thử thị đạo ngã dĩ tu diễn đây là việc ta đã chứng đây là đạo ta đã tu tôi nói với quý vị câu nào cũng đều là lời chân thật đây là đức phật hiện thân thuyết pháp vì mọi người làm chứng đó gọi là tác chứng chuyển để là tam chuyển pháp luân câu văn tam chuyển pháp luân này giống như công thức toán học Chúng ta hãy nên học tập điều này. Nhất là Hoằng Pháp luôn luôn chẳng rời khỏi nguyên tắc này. Bất luận ở chỗ nào, gặp kẻ nào hỏi Pháp, quý vị giữ vững nguyên tắc này, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Thị chuyển, khuyến chuyển, tác chứng chuyển. Lại xem đoạn kế tiếp. Sao? Duyên giác nhiếp giả. Sao? Nói thanh văn là đã bao gồm duyên giác kinh này chẳng nhắc tới duyên giác, duyên giác được bao gồm trong thanh văn, tĩnh lược. Sao duyên giác quán thập nhị nhân duyên nhì đắc khai ngộ, tuy thập nhị chi nhị thúc chi bất xuất tứ đế. Sao duyên giác quán thập nhị nhân duyên nên khai ngộ, tuy gồm mười hai chi nhưng tóm lại chẳng ra ngoài tứ đế. thập nhị chi cũng là 12 khoa mục. Thúc là quy nạp. Quy nạp lại thì thập nhị nhân duyên cũng chẳng ra ngoài tứ đế. Vì thế, trong Pháp Tiểu Thừa, tứ đế được gọi là căn bản Pháp Luân. Thập nhị nhân duyên bất quá là triển khai tứ đế để nói tỉ mỉ, rõ ràng mà thôi. Sao? Tuy khửu lợi sanh chi tâm, nhi diệt vị quản, cố nhiếp thanh văn trung giả sao tuy có tâm lợi sanh nhưng cũng chưa rộng nên còn vào hàng thanh văn tiếng phạn là bích chi phật dịch sang tiếng hán là duyên giác ngài từ thập nhị nhân duyên mà khai ngộ hạng người này tuy cũng độ chúng sanh nhưng không chủ động giống như a la hán quý vị tìm đến ngài ngài thấy quý vị rất có duyên phận với ngài trong đời quá khứ bèn độ quý vị Ngài có thể nhập định quán sát Nếu thấy trong đời quá khứ Chẳng có duyên với chính Ngài Bèn chẳng độ quý vị Vì sao? Vì nói ra quý vị sẽ không tin tưởng Mà cũng chẳng bằng lòng nghe Ta cũng đỡ tốn công nói Mà quý vị cũng ít phiền não Ngài bảo quý vị hãy đi đi Bồ Tát tâm từ bi sâu nặng Chủ động giáo hóa chúng sanh A-la-hán và Bích-chi Phật Chẳng chủ động dạy người khác vì thế các ngài thuộc về tiểu thừa lời chú giải đơn giản dưới đây giảng rõ thập nhị nhân duyên là gì điều này cũng là thường thức trong phật học diễn duyên giác quán thập nhị nhân duyên giả nhất vô minh vị phiền não chướng phiền não đoạn diễn duyên giác quán thập nhị nhân duyên một là vô minh nghĩa là phiền não chướng phiền não đạo vô minh đang nói ở đây chính là chi mạc vô minh chẳng phải là căn bản vô minh phá một phẩm căn bản vô minh sẽ là viên giáo sơ trụ bồ tát là pháp thân đại sĩ a la hán và bích chi phật cũng phá vô minh nhưng phá chi mạc vô minh chi mạc vô minh là gì là kiến tư phiền não trong tứ đế nó được gọi là kiến tư phiền não. Còn trong thập nhị nhân duyên thì gọi là vô minh. Vô minh là kiến tư phiền não, là mê hoặc. Phiền não chướng, phiền não đạo là như thế đó. Phiền não chướng là kiến hoặc, phiền não đạo là tư hoặc. Đó gọi là kiến tư phiền não, đấy là vô minh. Diễn, nhị, hành, diễn hai là hành quý vị có phiền não chứng có phiền não đạo tức là quý vị có kiến tư vô minh nhất định sẽ vọng động hành là tạo nghiệp diễn nghiệp chứng nghiệp đạo đây là tạo tác vô minh là chuyên hành là nhân vô minh xa hơn nghiệp thì gần hơn nếu lấy quan hệ ông cháu ba đời để nói thì vô minh là ông nội, hành là cha, sinh ra con là thức trong phần kế tiếp. Thức là quả báo, năm điều tiếp theo đây đều là quả báo. Quan hệ hơi xa so với quả thì gọi là duyên, quan hệ mật thiết thì là nhân. Do đó, vô minh là duyên, hành là nhân, có nhân có duyên, sau đó là kết quả. Đó là nghiệp chướng, nghiệp đạo nay chúng ta thấy đều đang tạo tác diễn thử nhị chi thuộc quá khứ diễn hai chi này thuộc về quá khứ hai điều này đều nói về quá khứ vì trong đời quá khứ quý vị mê hoặc điên đảo tạo nghiệp một đời này thọ báo trở thành quả báo của quý vị cách thức thọ báo như thế nào trước hết là đến đầu thai trong lục đạo chúng ta nói đến nhân đạo tuy nói một đường này nhưng năm đường kia đều chẳng ra ngoài lệ ấy đều giống như nhau diễn tam thức thác thai nhất phần khí tức diễn ba là thức tức là một phần khí tức nương gá nơi thai ở đây thức là thần thức tục ngữ gọi nó là linh hồn linh hồn đến đầu thai thần thức có tốc độ vô cùng lớn vượt thoát thời gian và không gian tuy khổng lão phu tử chẳng nói rõ nhưng từ văn chương của ngài cũng thấu lộ đôi chút tin tức trong phần hệ từ truyện của kinh dịch ngài nói du hồn vi biến tức là cái hồn phiêu du biến hóa thần thức chính là du hồn khổng lão phu tử gọi nó là du hồn nói là du hồn thì tuyệt đối chánh xác. Vì sao? Vì tốc độ chuyển động của nó quá nhanh. Du hồn vi biến, tinh khí vi vật. Cái hồn phiêu du biến hóa, tinh khí hóa thành vật. Hai câu này hoàn toàn giống với vũ trụ quan và nhân sinh quan trong Phật pháp. Vật ở đây là vật chất. Vật chất từ đâu mà có? Do tinh khí biến thành vật có thể khổng lão phu tử hoàn toàn chẳng thừa nhận thật sự có vật chất tồn tại vật chất là tinh khí mà thôi các khoa học gia hiện thời chẳng thừa nhận có vật chất họ nói vật chất là chấn động là quyển tướng do ánh sáng chấn động chẳng phải là thật sự có vật chất kinh dịch từ 2.500 năm trước của khổng lão phu tử có thể tương ứng với khoa học hiện đại các khoa học gia chẳng đọc sách của khổng tử họ đọc sách của khổng tử sẽ càng thông minh hơn trong phật pháp càng nói cặn kẽ hơn nữa tinh khí như khổng lão phu tử đã nói chính là gì trong duy thức gọi chúng là kiến phần vật là gì phật là tướng phần kiến phần và tướng phần có cùng cội nguồn kiến phần và tướng phần chẳng hai phật pháp nói như vậy đó có rất nhiều người kết hôn nhưng suốt đời chẳng có con vì sao chẳng có duyên con cái phải có duyên với quý vị thì chúng mới đầu thai vào nhà quý vị nếu chúng chẳng có duyên với quý vị sẽ chẳng đầu thai vào nhà quý vị nói cách khác chúng nó đi đầu thai phải tìm đối tượng quý vị mong cầu chúng nó chưa chắc chúng nó đã quan tâm tới quý vị tìm đối tượng nào tìm đối tượng có mối quan hệ trong quá khứ trong kinh đức phật đã nói tới bốn loại nhân duyên một loại thứ nhất là báo ân trong đời quá khứ đôi bên có ân huệ với nhau lần này chúng nó lại thấy quý vị bèn đầu thai vào nhà quý vị sẽ trở thành con hiếu cháu hiền đến để báo ân loại thứ hai là báo oán trong đời quá khứ, quý vị kết cừu hận với họ. Gặp gỡ lần này, họ đến làm con cái quý vị. Mà sao lớn lên sẽ thành đứa con khiến cho gia đình suy bại, khiến cho quý vị nhà tan, người chết. Nó đến để báo thù quý vị. Vì thế, trở nên kết oán cừu cùng kẻ khác. Kẻ oán cừu bên ngoài có thể đề phòng, chứ họ đến đầu thai trong nhà quý vị. Làm cách nào đây? quý vị hại chết kẻ đó thân thức kẻ ấy sẽ đến làm con cháu trong nhà quý vị đó gọi là con cháu ngỗ nghịch khiến cho nhà tan người chết loại thứ ba là đòi nợ đời quá khứ cha mẹ thiếu nợ chúng nó chúng nó đến đòi nợ nếu thiếu nợ ít thì nuôi hai ba năm còn bèn chết nếu thiếu nợ nhiều Đại khái là nuôi đến khi tốt nghiệp đại học xong Sắp có thể làm việc bèn chết mất Nợ đã đòi xong Nó bèn ra đi Loại thứ tư là trả nợ Con cái thiếu nợ cha mẹ Đời này gặp gỡ Nó phải trả nợ Nó phải nỗ lực làm lụng Để nuôi nấng cha mẹ Nếu nó thiếu nợ cha mẹ rất nhiều Nó cung phụng cha mẹ vật chất rất trọng hậu Nếu thiếu nợ rất ít nó lo cho cuộc sống của cha mẹ rất tệ bạc Miễn sao quý vị chẳng chết đói là được rồi Hạng người này tuy có thể phụng dưỡng cha mẹ Nhưng thiếu lòng cung kính Chẳng có tâm hiếu thuận Báo ân bèn có tâm hiếu thuận Chứ trả nợ thì chẳng có tâm hiếu thuận Thậm chí trong lòng chúng nó còn khét bỏ Chán ngán cha mẹ Nhưng vẫn cho quý vị tiền để sống Nhiều hay ít là do xưa kia quý vị thiếu chúng nó nhiều hay ít đức phật dạy rõ chân tướng sự thật người một nhà là do bốn loại quan hệ ấy mà tụ hợp gia đình là như thế mà người trong một họ cũng là như thế ân ừ, oán nợ nần nhiều bèn biến thành cha con anh em một nhà ân ừ, oán nợ nần ít hơn thì biến thành thân thích bầu bạn do đó giữa người và người với nhau đều là duyên phận quý vị đi đường một kẻ xa lạ gật đầu mỉm cười với quý vị cũng là do duyên phận xưa kia thấy một kẻ xa lạ vừa thấy kẻ ấy liền cảm thấy gai mắt cũng là do duyên phận trong quá khứ phải hiểu rõ chân tướng sự thật chúng ta khởi tâm động niệm chớ nên không cẩn thận ngàn muôn phần Đừng kết oán cừu với hết thảy chúng sanh, đừng nên có quan hệ nợ nần với hết thảy chúng sanh. Thiếu nợ phải trả cho sạch để đời sau khỏi phải đền trả nữa. Chuyện này rất phiền toái. Giáo huấn của Thánh Hiền Nho và Phật đều dạy chúng ta phải hóa giải ân oán. Hóa giải sẽ là phương pháp tốt lành nhất và phiền mãn nhất. Chỉ có Nho và Phật mới có thể làm được những thứ giáo dục khác trong thế gian chẳng thể thực hiện được điều này nhằm nói rõ đầu thai chẳng phải là tùy tiện bèn trở thành người một nhà chẳng phải như vậy mà là đã có quan hệ trong đời quá khứ khi vừa đầu thai thì lúc đó bèn gọi là thức do chẳng thể đặt tên gọi cho nó vì nó mới vừa đầu thai mà mẹ hoài thai tức là thần thức đến đầu thai diễn tứ danh sắc. Diễn, bốn là danh sắc. Danh sắc là thai nhi còn chưa phát triển thành hình dạng con người. Đại khái là trong 14 ngày chưa phát triển thành hình thể rõ rệt, thứ gì cũng chẳng nhận ra được, chỉ là một khối thịt, nhưng trong khối thịt ấy đã có thần thức nên gọi là danh sắc. Danh là tâm, sống động, chẳng chết cứng. Sắc là vật chất vì thế gọi gộp chung là danh sắc diễn ngũ lục nhập diễn năm là lục nhập lục nhập là thai nhi thành hình mang dáng vẻ con người sáu căn đã mọc ra khi đó sẽ gọi là lục nhập khi sáu căn chưa lộ ra thì gọi là danh sắc diễn lục căn thành thử thai trung Diễn, sáu căn hình thành, những giai đoạn này đều ở trong thai. Thức, danh sắc, lục nhập, ba chi này đều ở trong thai. Diễn, lục xúc. Diễn, sáu là xúc. Xúc là xuất thai, tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, tức là được sanh ra. Có thể nói là từ sanh ra cho đến khi già, chết luôn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài vì thế sau khi rời khỏi thân mẹ đều gọi là xúc thời gian này hết sức dài vì sao xếp nó vào chỗ này xếp nó vào chỗ này là có đạo lý ví như đứa trẻ vừa mới được sanh ra tuy tiếp xúc cảnh giới bên ngoài nhưng nó vẫn chưa có cảm nhận vẫn chưa thể phân biệt diễn thất thọ lãnh nạp tiền cảnh hảo ác đẳng sự diễn bảy là thọ lãnh nhận những chuyện ưa ghét thuộc tiền cảnh trẻ thơ chưa đầy năm vẫn chưa có yêu ghét chẳng có gì ham thích chẳng có gì chán ghét mà cũng chẳng sợ hãi ngay cả phân của chính nó nó cũng ăn lúc đó nó điều gì cũng chưa hiểu tức là có xúc nhưng chẳng có thọ đợi cho nó dần dần lớn lên, bèn có tâm yêu ghét. Trước khi có thọ, người Hoa thường nói là thiên chân, nghĩa là ngây thơ, ngờ nghịch. Trong tâm nó thanh tịnh, hết sức vui sướng, chẳng lo lắng, chẳng ưa ghét. Người thuở trước, thời gian ngây thơ rất lâu. Thông thường là từ 10 tuổi trở đi mới biết đến ưa ghét, có ưa thích, có chán ghét, Trước khi 10 tuổi thì chẳng biết Tuổi thơ hạnh phúc quá Còn trẻ nhỏ hiện thời đáng thương lắm Một hai tuổi đã có ưa ghét Thời gian thơ ngây bị rút ngắn Nó phải chịu khổ, chịu vui trước tuổi Cớ sao biết trước tuổi Vì hằng ngày xem tivi tivi dạy chúng nó mỗi ngày Vì thế trẻ hai ba tuổi Đã biết nhìn sắc mặt Nhận biết giọng điệu Biết người lớn đang vui thích hay chán ghét Trong tâm nó bèn có toan tính Vận dụng tâm cơ Trước kia Trong xã hội nông thôn Trẻ 11-12 tuổi Chuyện gì cũng không biết Trừ chơi đùa ra Nó chẳng hiểu chuyện Thời gian ngây thơ rất dài Còn hiện thời đã bị rút ngắn Làm người hiện thời không nổi Đến đầu thai làm người Tôi không làm Con người quá khổ chẳng sung sướng như người thuở trước. Người hiện thời khổ hơn tiền nhân. Tuy hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển, thật ra chẳng có ý vị như xưa kia. Ví dụ như đèn điện soi rất sáng, rất nhanh chóng, tiện lợi. Bất quá chẳng có thi vị và tình điệu như đèn nến. Hiện thời chúng ta đến Mỹ, ngồi máy bay khoảng khắc bèn đến. Trước kia ngồi thuyền buồm phải mất mấy tháng hoặc nửa năm ý vị cũng khác hẳn. Cuộc sống của người xưa quả thật là tình thơ ý họa. Hiện thời chẳng còn nữa. Người hiện thời sống như một cỗ máy, hết sức đáng thương. Ý vị làm người chẳng có. Ý nghĩa giá trị con người bị chôn vùi. Tôi thấy nhân gian hiện thời chẳng thể coi là thiện đạo, mà Atula cũng chẳng thể coi là thiện đạo. Vì lẽ đó, thọ là lãnh nạp cảnh giới ưa hay ghét. Năm loại quả báo này là quả báo trong đời này, thuộc về kiếp trước là vô minh, hành là duyên, là nhân. Có nhân duyên ấy thì mới có quả báo trong một đời này. Nếu chư vị thật sự hiểu đạo lý trong Phật pháp, nói hiểu đạo lý trong Phật pháp nghĩa là nhận thức chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Đời này chúng ta chịu khổ, hưởng vui, trở nên oán trời hờn người. Vì sao? Vì tự làm tự chịu. Khổ nạn chẳng phải do người khác ban cho chúng ta, mà do chính mình tạo tác. Làm sao có thể trách móc kẻ khác cho được? Có thể nào oán trách ông trời chẳng công bằng? Chẳng thể. Dấy lên ý niệm ấy chính là lại tạo tội. Tạo tội càng nặng hơn phát tài hay trúng số đều do mạng chẳng có vận mạng ấy bèn hủy phá tượng bồ tát quỷ thần tạo tội nghiệp càng lớn hơn nữa tôi nghe nói có kẻ chơi vé số lục hợp thái lại lục phật bồ tát cầu các ngài phù hộ họ trúng số không trúng số hôm sau bèn chặt đầu đượng phật bồ tát đốt trụi đó là tạo nghiệp tạo nghiệp oán trời hờ người càng nặng thọ là có nhân quả. Ba điều tiếp theo lại là sự tạo tác trong đời hiện tại. Diễn, bác, ái. Diễn, tám là ái. Ở đây ái là tham ái. Diễn, ái, nam, nữ, kim, ngân, đẳng sự. Diễn, yêu mến những thứ như nam, nữ, vàng, bạc, vân vân phạm vi của ái quá nhiều có chữ đẳng vân vân là đủ diễn tả ý quá nhiều ái là vô minh là mê hoặc đã ái kẻ ấy còn có hành động tạo tác sau khi đã có tạo tác bèn thủ diễn cửu thủ Phạm kiến nhất thiết cảnh giới sanh thủ trước tâm diễn chính là thủ hễ trông thấy có thể cảnh giới bèn sanh tâm chấp giữ tự mình yêu thích đó là ái muốn chiếm hữu nó đó là thủ không ưa thích nó muốn liệt khỏi nó cũng là thủ đều là chấp giữ là tạo nghiệp tạo tác khởi tâm động niệm tạo tác đều bao gồm trong chữ thủ này sao tạo tác bèn hữu diễn thử nhị vị lai nhân dài thuộc phiền não như quá khứ vô minh diễn hai điều này đều là cái nhân của vị lai đều thuộc về phiền não giống như vô minh trong quá khứ đây là mê hoặc mê hoặc tạo nghiệp còn có nghiệp tập chủng tử diễn thập hữu nghiệp dĩ thành tựu thị vị lai nhân thuộc nghiệp đạo như quá khứ hành. Diễn, mười là hữu, nghiệp đã thành tựu là cái nhân của vị lai thuộc về nghiệp đạo giống như hành trong quá khứ. Hữu là gieo chủng tử thiện ác trong a lại gia thức. Hữu là có chủng tử. Có chủng tử thì đời sau lại phải thọ báo. Sự tạo tác của chúng ta trong đời này là ái, thủ, hữu diễn thập nhất sanh vị lai thọ sanh sự diễn mười một là sanh tức là chuyện thọ sanh trong tương lai đời sau còn phải luân hồi phải đi đầu thai diễn thập nhị lão tử diễn mười hai là già chết sau khi đầu thai lại phải làm những chuyện này vĩnh viễn luân chuyển đó là luân hồi vì sao có luân hồi? Hiện tượng luân hồi là gì? Thập nhị nhân duyên đã giải đáp vấn đề này cho quý vị. Luân hồi là do chính mình tạo ra. Hiện tượng luân hồi đáng sợ dường ấy, chúng ta phải giác ngộ điều này. Sau khi giác ngộ, phải như thế nào thì mới có thể lìa khỏi luân hồi? Lìa khỏi luân hồi chẳng thể lìa khỏi quả được. Có người sống rất đau khổ, cảm thấy cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì bèn tự sát tự sát có thể giải quyết vấn đề hay chăng chẳng thể giải quyết vấn đề vì chẳng thể giải quyết vấn đề nơi quả báo để giải quyết vấn đề thì phải giải quyết từ nhân và duyên đoạn sạch nhân và duyên chúng ta biết ái là duyên quý vị có thể yêu thích hết thảy sanh tử luân hồi sẽ bị đoạn đó là một phương pháp rất thông minh nếu chưa thể hãy thực hiện từ thủ đoạn sạch thủ cũng được cũng lìa thoát luân hồi từ quyền giáo trở xuống tức là quyền giáo bồ tát duyên giác và thanh văn đều thực hiện đoạn trừ luân hồi từ hai điều này hàng bồ tát lợi căn đại thừa bồ tát thật giáo bồ tát thực hiện từ hữu đó là công phu thật sự hữu là gì các ngài chẳng đoạn ái và thủ nhưng trong tâm chẳng giữ ấn tượng, đó là cao minh nhất. Mật tông đoạn từ chỗ này, chúng ta có bản lãnh ấy hay chăng? Ái và thủ chẳng đoạn, tâm địa thanh tịnh chẳng giữ lại ấn tượng, kẻ bình phàm sẽ chẳng thể làm được chuyện ấy. Đối với kẻ bình phàm, hai chữ trước sẽ dễ dàng, chữ sau hết sức khó khăn. Vì lẽ đó, người đoạn trừ được hữu sẽ là đại thừa Bồ Tát hãy làm được bèn dạo chơi trong nhân gian thật sự đắc đại tự tại người có ái và thủ nhưng chẳng có hữu sẽ chẳng đọa lạc luân hồi chúng ta chẳng làm được chỉ đành niệm a di đà phật niệm a di đà phật chúng ta cũng có hữu ái thủ và hữu đều có chúng ta ái a di đà phật thủ a di đà phật và trong tâm có A Di Đà Phật như vậy là đới nghiệp vãng sanh. Vì trong lục đạo luân hồi chẳng tìm thấy A Di Đà Phật, trong ba ác đạo chẳng có A Di Đà Phật, trong Atula cũng chẳng có A Di Đà Phật, trong cõi người cũng chẳng có A Di Đà Phật, trong cõi trời cũng chẳng có A Di Đà Phật. Vì thế quý vị ái thủ hữu A Di Đà Phật sẽ chẳng có cách nào thọ báo trong lục đạo đành phải đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới để thọ báo. Tuyệt diệu thay! Do vậy, tám vạn bốn ngàn pháp môn chẳng có pháp môn nào diệu bằng pháp môn này. Này, chúng ta đối với ba thứ ái, thủ, hữu đều chẳng đoạn trừ, chỉ có cách thay đổi ý niệm, đổi thành A-di-đà Phật. Vì vậy, tôi bảo các vị đồng tu, hằng ngày hãy nhìn ngắm tượng Phật mỗi ngày niệm a di đà phật mỗi ngày niệm kinh vô lượng thọ niệm kinh a di đà trở nên chán đoạn ngày nào thật sự phải làm được phát bồ đề tâm một mực chuyên niệm như vậy là tốt đẹp diễn thử tức thị tứ đế sở dĩ trùng khai giả diễn đấy chính là tứ đế được mở rộng ra đây chính là triển khai tứ đế thành thập nhị nhân chuyên. Diễn, dĩ duyên giác chi nhân, tiên quán tập đế. Diễn, vị hàng duyên giác, trước là quán tập đế. Họ chẳng giống thanh văn, thanh văn tu tập từ khổ đế, còn duyên giác tu tập từ tập đế. Diễn, sở vị vô minh duyên hành, hành duyên thức, nại chí sanh duyên lão tử thử tắc sanh khởi diễn thường nói là vô minh duyên hành hành duyên thức cho đến sanh duyên lão tử đấy chính là sanh khởi tùy thuận thập nhị nhân duyên là sanh tử luân hồi nếu muốn vượt thoát lục đạo luân hồi đi ngược lại thập nhị nhân duyên là được diễn nhược diệt quán giả vô minh diệt tắc hành diệt Nại chí sanh diệt, tắc lão tử diệt. Diễn: Nếu quán diệt thì vô minh diệt, ác hành diệt cho đến sanh diệt thì lão và tử đều diệt. Quý vị xem ngược trở lại thì chính là trí huệ sẽ thấy thấu suốt vũ trụ và nhân sinh. Diễn: Nhân quán thập nhị nhân duyên, giác chân lý đế, cố ngôn duyên giác Thử nhân đoạn tam giới kiến tư Giữ thanh văn đồng Diễn Do quán thập nhị nhân duyên Giác ngộ lý chân đế Vì thế nói là duyên giác Người này đoạn kiến tư hoặc trong tam giới Giống như thanh văn Đoạn chứng của duyên giác Giống như thanh văn Nhưng thông minh hơn thanh văn Diễn Cánh xâm tập khí Cố cư thanh văn thượng diễn do đã đoạn trừ tập khí nên cao hơn thanh văn thanh văn đoạn kiến tư phiền não chẳng đoạn tập khí còn duyên giác tập khí đoạn sạch cho nên công phu cao hơn a la hán tập khí là gì kinh phật có một tỷ dụ ví như bình rượu dùng để đựng rượu nay quý vị đổ sạch rượu đi trong ấy xác thực là chẳng có rượu nữa quý vị lại dùng khăn khô lau chùi sạch sẽ nhưng vẫn ngủi thấy mùi rượu đó gọi là tập khí trong các vị đệ tử của đức phật có rất nhiều vị là con em nhà phú quý theo phật xuất gia người phú quý luôn có tập khí ngạo mạn các ngài đã chứng quả a la hán xác thực đà đã đoạn trừ ngạo mạn thật sự chẳng còn nữa nhưng đôi khi vẫn còn thái độ cao ngạo đó là tập khí Có phải là thật sự có hay chăng? Thật sự chẳng có Các ngài cung kính người khác Nhưng tập khí hãy còn Phiền não đoạn dễ dàng Tập khí khó trừ Tập khí thường khiến cho kẻ khác hiểu lầm Chẳng chứa ngại sự tu hành của chính mình Nhưng gây trở ngại cho việc giáo hóa chúng sanh Do đó phải đặc biệt chú ý tập khí Làm người nhất định phải học khiêm hư cung kính lễ độ nhường nhịn học tập đoạn trừ những tập khí ấy hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà Phật